Seattle biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường sống của con người tại Việt Nam. Trước cao ốc One Union Square, đường University Seattle, nơi có văn phòng đại diện chính phủ Đài Loan, tương đương với lãnh sự quán, mang theo kháng thư và nhiều cờ cùng biểu ngữ, phất phới trong nắng sớm và sau đó là cơn mưa nhỏ chợt kéo đến, tất cả như hòa chung lòng yêu nước với giọt nước mắt quê hương và cuộc sống của đồng bào. Mời quý khán thính giả nghe những phát biểu đầy xúc động mà phóng viên SBTN TV ghi nhận tại chỗ. Chủ tịch cộng đồng người Việt Tacoma tổ chức cuộc tình hôm nay và mời quý vị đến đây tham dự để chống công ty Formosa tại Hà Tĩnh đã thải những chất độc ra biển làm cá chết. Việt Nam cái lý do mà chúng tôi phải biểu tình ngày hôm nay vì cái nhà máy Formosa nó thải chất độc ra, đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây để biểu tình phản đối trước lãnh sự quán Đài Loan tại Downtown Seattle. Đứng ra để biểu tình để ủng hộ cho những giới trẻ Việt Nam đã từng bị đám công an cộng sản đàn áp trong cái vụ làm ô nhiễm môi trường sống của dân Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi đứng đây để hỗ trợ cho các em hãy đứng lên để chống cộng sản. Tại Downtown Seattle, chúng tôi nhóm ra đây để biểu tình chống cộng sản Việt Nam làm quan thái thú kiểu mới cho đế quốc kiểu mới là Trung Cộng. Hôm nay chúng tôi mời một số cộng đồng người Việt tại Việt Nam và Washington đến đây với mục đích là lên án công ty Formosa đã lại chất độc tại Việt Nam làm cho cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ở miền Trung Việt Nam. Tôi đứng ở đây hôm nay để phản đối Formosa và nhà cầm quyền Việt Nam muốn làm trở thành một người vô cảm hay là một người biết trái mà không bênh vực, biết sai mà không làm. Tôi đến đây biểu tình để chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và sắp sửa Tổng thống Obama đến Việt Nam và cuộc biểu tình này trong và ngoài nước để cho Tổng thống Obama biết. Xin cảm ơn. Tổng thống Obama đi đến Việt Nam và gửi cái thông điệp này cho nhà cầm quyền. Được biết, ban tổ chức đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại và văn phòng đại diện này đã viện cớ là ngày nghỉ không có người nhận, kháng thư đã được gửi đến sau cũng như phổ biến trong giới truyền thông, đồng thời cũng xin chữ ký để Tổng thống Obama nêu vấn đề vi phạm trầm trọng môi trường sống của con người tại Việt Nam. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, đặc phái viên SBTN TV, tường trình tại Seattle.